hóa giải chướng duyên. Vì biết trên đường tu có nhiều chướng ngại, cho nên ngày xưa Đức Đạt Ma Tổ Sư đã chỉ dạy bốn phương châm để tiến đạo cho hàng đệ tử và những kẻ hậu học. Đó là: thứ nhất, báo oán hạnh. Đệ tử chúng con từ vô thủy cho đến ngày nay, mỗi đời đều gây nợ nghiệp, hoặc là ân, hoặc là oán, từ việc nhỏ đến việc lớn, nhiều đến số vô lượng vô biên. Tuy kiếp này có công phu tu tập, đã tiêu trừ nghiệp nợ một phần nào, nhưng vẫn còn nhiều thứ nghiệp phải bị đền trả. Phải an lòng nhẫn nại chịu đựng một cách bình thản, chứ không nên oán trách hoặc buồn phiền. Luôn luôn nhắc nhở đến luật nhân quả, nuôi lớn lòng tin và cầu viện đến hồng ân của chư Phật. Pháp Nhiên Thượng Nhân dạy rằng, muốn cho đời sống thanh thoát và cõi lòng hoan lạc, thì hành giả chỉ nên chuyên cần chăm chú, xưng niệm danh hiệu Phật, rồi đem tất cả cuộc đời mình giao phó cho bản nguyện A-di-đà. Như vậy, chỉ có như vậy, thì không còn có một thứ nghiệp lực hay oan trái nào có thể tác động đến tâm thức mình. Thứ hai, tùy duyên hạnh. Người niệm Phật phải hiểu rằng, tất cả cảnh thịnh suy, họa phước đều là huyễn hóa, chỉ tùy theo nghiệp nhân mà hiện ra trong một thời gian rồi hoại diệt. Cho nên, có chi đáng để tham luyến hoặc chán nản? Luôn luôn phải có thái độ an phận và tùy duyên. Giàu sang thì không tự đắc, nghèo nàn không đổi chí. Gặp hoàn cảnh nào đều vui sống theo hoàn cảnh đó, sao cho giữ vững các khóa trình tụng niệm. Nếu có gặp hoạn nạn, tật bệnh bất ngờ, cũng không nên bối rối, mà chỉ nên niệm Phật nhiều hơn và nhớ quán sát ruộng vườn, nhà cửa, vợ con đều là duyên giả tạm, không nên vì đó mà bận tâm. Được như vậy mới vững tiến trên đường về cực lạc. Thứ ba, xứng pháp hạnh. Pháp tức là chân như pháp tánh đối với người niệm Phật tu tịnh độ, tức là niệm Phật tam muội. Người tu thiền khi đi đứng nằm ngồi thì tâm phải xứng hợp với pháp chân như, còn hành giả của pháp môn niệm Phật thì tâm lúc nào cũng phải an trụ trong câu Nam Mô A Di Đà Phật. Chư vị tổ sư đã dạy, nếu tạm thời không trụ nơi chánh định, tức đồng như người đã chết. Bởi vì sao? Nếu không trụ vào câu Phật hiệu, tức là tâm thức đã bị trần cảnh cướp đoạt và pháp thân tuệ mạng cũng không còn. Cho nên đệ tử chúng con quyết luôn an trụ vào câu niệm Phật để tâm tánh lặng yên sáng suốt, dễ cảm thông với Phật và ngay trong đời sống đã vãng sinh rồi còn lâm chung được tiếp dẫn chỉ là chuyện của ngày sau. Thứ tư, vô sở cầu hạnh. Đạo là chỉ cho tâm hạnh trong sạch, không mong cầu điều chi. Bởi vì tất cả các pháp đều như huyễn, hễ sinh rồi diệt, diệt rồi lại sinh, có chi chân thật để mong cầu. Vả lại, các pháp thế gian đều tương đối, trong họa có phước, trong phước có họa, cứ ẩn nương nhau như thế. Cho nên người niệm Phật phải bình thản, ở cảnh thạnh suy, họa phước đều không động tâm. Thí dụ, có một tăng sĩ ở nơi am tranh vắng vẻ, sự sống hẩm hiu, ít người thăm viếng, thì duyên đời tuy suy kém, nhưng việc hành trì lại vững chắc. Ít lâu sau có người đến cúng dường, lần lần lập nên chùa lớn, tăng chúng đông đảo, chừng ấy phước duyên tuy thịnh, nhưng phần giải thoát lại suy kém. Vì bận rộn đối phó các việc bên ngoài, nên sao lãng hành trì. Hoặc có vị cư sĩ nọ, có gia đình bần hàn nên kham nhẫn, giữ lòng tin mà tu niệm, bỗng nhiên gặp duyên may, có người giúp đỡ buôn bán, về sau công việc làm ăn tấn tới, thì không còn thì giờ để thực hiện nếp sống tâm linh. Cho nên, nếu quán xét cho thật kỹ lưỡng, thì cái lẽ họa phước đều là tạm bợ, và người niệm Phật đừng nên mong cầu gì hết, ngay cả điều thiện cũng không ham. Chỉ nên thường xuyên chấp chặt câu Nam Mô A Di Đà Phật. Còn ngoài ra các việc khác, kể cả việc vãng sinh và thành Phật, đều nên phó thác cho Đức Phật A Di Đà. Về mặt đời sống hằng ngày
thì hãy nên dùng tấm lòng tri ân để cư xử với tất cả mọi người. Đệ tử chúng con tự nghĩ mình vốn tội dày phước mỏng, căn cơ hèn kém, lại sinh nhầm thời mạt pháp, cho nên cứ mỗi lần nhìn lại bản thân thì buồn tủi và hổ thẹn. Khi dấn bước vào khu rừng bát ngát mênh mông của Phật Pháp, thì vô cùng bỡ ngỡ, không biết phải chọn lối đi nào, vì bất cứ lối đi nào cũng quá hiểm trở và xa xôi, mà khả năng của chúng con thì bị giới hạn bởi nghiệp chướng. Hạnh phúc thay cho chúng con, Đức Thế Tôn đã mở bi nghiệp triệt để và đã chỉ bài pháp môn niệm Phật để đưa chúng con lên bờ giải thoát. Với hành trang là 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, chúng con mạnh mẽ bước lên con đường về cực lạc. Nhưng những nghiệp nhân đã gieo từ quá khứ vẫn còn tác động đến đời sống cùng tâm thức. Cho nên chúng con mãi mãi khẩn cầu chư Phật, chư Bồ Tát ban cho chúng con đầy đủ năng lực, đầy đủ lòng yêu thương để chúng con luôn luôn tỉnh thức và ghi nhớ rằng niệm Phật phải an nhẫn các chướng duyên như là yếu chỉ thứ 9 của pháp môn niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Phúc âm của Hòa Thượng Tịnh Không về Pháp hội Tam Thời Hệ Niệm Hộ Quốc Tai Nạn do Pháp Sư Thông Đạt dịch giải. Kính thưa chư vị đồng tu, hôm nay không biết được ngày mai. Những nguyên nhân này đều là Phật ở trong kinh luận lặp đi lặp lại. Ai biết được cái việc này? Ai có thể hết lòng nỗ lực không nghỉ ngơi đang gánh vác công việc này? Duy chỉ có chư Phật, Bồ Tát họ biết được, hiểu được, và kế đến chỉ có các thánh của thế gian, người Trung Quốc quen gọi là cổ thánh tiên hiền, và họ đã minh bạch. Cho nên cái việc quan trọng nhất của thế gian là phá mê khai ngộ. Đây là đại thiện. Nếu họ mê hoặc điên đảo, tâm không giác ngộ thì hậu quả không tốt. Dùng tâm không tốt làm ra những việc hại chúng sanh. Đây là không trí tuệ, không liễu giải chân tướng của vũ trụ nhân sanh, không hiểu được sự thật của nghiệp nhân quả báo, nên mới tạo ra rất nhiều tai họa. Trí tuệ là từ chỗ nào đến? Là từ trong tâm thanh tịnh sinh ra. Tâm thanh tịnh tức là thiền định. Sự tu học của Phật Pháp, bất luận là đại thừa, tiểu thừa, đều lấy thiền định làm then chốt. Nên giáo học của Phật Pháp là trí tuệ, mà trí tuệ phải từ trong định sanh ra, nên mới gọi là tam vô lậu học: giới, định, tuệ. Khoái lạc của người thế gian đều do ngũ dục kích thích, tức là khoái lạc từ bên ngoài đến. Cái lạc đó ở trong Phật Pháp gọi là khổ. Pháp hỷ mới là chân lạc. Đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh, từ từ mới hiểu rõ và khế nhập vào. Những người ở trong niệm Phật đường được pháp hỷ không ít. Đây tức là quý vị đã tu học, đã có thành tựu. Do đây có thể biết đạo tràng đối với sự tu hành của chúng ta có tính chất rất quan trọng. Có công phu chắc chắn, đạo tràng giúp cho thân tâm bạn an ổn, tất cả mọi ác duyên đều buông xuống. Tin sâu nhân quả, đoạn ác tu thiện, hiếu thân tôn sư, đây là những gì Phật dạy. Nếu dùng giáo nghĩa của Tịnh Tông
Cơ sở tu học của Tịnh Tông là lời Đức Phật dạy trong Tịnh Nghiệp Tam Phước. Trong Quán Kinh, khi chưa tu pháp môn niệm Phật thì phải củng cố cơ sở này. Tịnh Tông được xây dựng trên cơ sở này. Điều thứ nhất trong đó là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm chẳng sát hại, tu thập thiện nghiệp. Điều thứ hai, thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, chẳng phạm oai nghi. Điều thứ ba, phát bồ đề tâm, tinh sâu nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Không những là cơ sở của Tịnh Tông, mà trong Phật Pháp, bất luận là đại thừa, tiểu thừa, bất luận là tông môn, giáo hạ, hiển giáo hay mật giáo, đều được xây dựng trên cơ sở này. Lúc Đức Phật không còn tại thế, chẳng có người hoằng pháp, giáo huấn, chúng ta có thể duy trì bảo hộ cơ sở này là được rồi. Duy trì bảo hộ cơ sở này có thể cứu vớt hết thảy chúng sanh đang chịu tội khổ trong lục đạo. Cho nên, thời mạt Pháp kiên quyết củng cố cơ sở này, khuyên người thật thà niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì sẽ thành công. Đây thật sự là việc chẳng thể nghĩ bàn. Chúng ta muốn hoằng dương kinh giáo khác, tự mình chưa khai ngộ, chưa kiến tánh, sợ nói sai, rất khó được thọ dụng chân thật. Duy chỉ có kiên quyết giữ gìn cơ sở này, thật thà niệm Phật thì nhất định chẳng sai. Cho dù ngày nay chư Phật Như Lai thị hiện giáo hóa chúng sanh cũng nhất định phải làm như vậy. Chúng ta phải quan sát trong thế gian hiện nay nguy cấp đến cùng cực. Mục đích của Bồ Tát trụ trong thế gian là giúp con người phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Mỗi một dấu hiệu, thái độ chuyển biến của người trong thế gian, dù nhỏ cách mấy, chúng ta cũng phải nhận biết. Nếu không nhận biết, thì bạn làm sao dạy người ta? Do đó, khi lục căn của chúng ta tiếp xúc với sáu trần, đều phải quán chiếu. Hiện nay là thế giới như thế nào? Dân chủ tự do mở rộng. Khuynh hướng tương lai nhất định sẽ dân chủ tự do mở rộng đến mức không hạn chế. Chuyện này rất phiền phức. Tại sao vậy? Chúng ta là phàm phu chứ chẳng phải là thánh nhân. Mức thấp nhất trong Phật Pháp là tứ thánh pháp giới, gồm A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát và Phật. Các ngài mới thật sự là dân chủ tự do mở rộng. Các ngài có đức hạnh, có trí định, có đức năng, như vậy mới được thọ dụng chánh đáng, đúng mức. Trong nhất chân pháp giới, đạt tới mức mở rộng rốt ráo, thật sự chẳng có giới hạn. Kinh Hoa Nghiêm gọi đó là lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Ở đó thì dân chủ tự do mở rộng đạt tới mức cứu cánh viên mãn. Nhưng nếu phàm phu làm như vậy thì sẽ tùy thuận phiền não. Một khi phiền não được mở rộng thì chịu sao nổi. Phật Bồ Tát có trí tuệ, trí tuệ mở rộng thì rất tốt. Còn phiền não thì không thể mở rộng. Phiền não nhất định phải được thu hẹp, ngăn chặn không cho nó vượt ra ngoài giới hạn. Như vậy mới có thể duy trì cho xã hội được an toàn, an định. Chúng ta phải hiểu việc này. Ngày nay, xã hội động loạn, nguyên do của sự động loạn này là ở chỗ nào? Ở chỗ mê mờ, chẳng biết hiếu thân tôn sư. Do đó, cội rễ của sự an nguy trị an, họa hại của xã hội ở tại gia đình. Cội rễ của gia đình là ở vợ chồng. Giáo học thế gian và xuất thế gian đều biết đạo lý này, đều tốn rất nhiều tâm huyết để giáo huấn vun bồi cội rễ này. Hy vọng mọi người giác ngộ. Hai người kết hợp thành vợ chồng chẳng phải là chuyện của hai người, mà đối với xã hội cả hai đều có trách nhiệm. Hai vợ chồng chẳng hòa hợp thì gia đình sẽ rạn nứt, gia đình đổ vỡ thì xã hội sẽ động loạn, người trên toàn thế giới sẽ chịu ảnh hưởng, sẽ chịu vạ lây. Có ai hiểu được đạo lý này? Giáo dục của nhà Phật rất coi trọng gia đình. Giáo học nhà Nho dạy giữ vẹn luân thường, làm tròn trách nhiệm,
ngày nay xã hội động loạn, mọi người đều sơ ý giáo dục gia đình. Cho nên, nếu bạn không biết nguyên do gây ra động loạn, gây ra tai họa từ nơi nào, thì bạn làm sao phòng ngừa? Bạn làm sao có thể cứu vãn? Người trong một nhà tụ hội với nhau đương nhiên có nhiều nhân. Trong kinh Đức Phật dạy, con người tụ hội với nhau có bốn nhân: báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Ân ân oán oán chẳng bao giờ dứt. Đây là chân tướng sự thật. Gần đây, ở toàn thế giới phát sinh ra đủ loại tai nạn khủng khiếp. Hết thảy các nạn nước lửa, trộm cắp, nạn lớn, nạn nhỏ, hết thảy các việc ác đều bị tiêu diệt. Những việc ác này là do ác nghiệp của bạn tạo ra từ đời trước. Đời này chiêu cảm, bạn vốn sẽ bị. Nhưng vì bạn có thể y giáo phụng hành, bố thí, cúng dường, niệm Phật tinh tấn, làm pháp sự tam thời hồi hướng viên mãn, nhất định chư Phật, chư Bồ Tát sẽ hộ trì bạn. Tuy trong số mạng bạn sẽ gặp nạn, nhưng bạn đều có thể tránh khỏi. Bạn thấy đó, loại cúm độc dịch tại Mễ Tây Cơ, các chuyên gia tuyên bố tỷ lệ khống chế rất thấp. Gần đây thì các nơi trong Úc Châu xảy ra những tai nạn cháy rừng, gió bão không khác gì cảnh ở địa ngục. Rồi tảng băng ở hai miền Bắc Nam Cực tăng tốc độ tan hóa, quả địa cầu đang nóng lên. Việc này chẳng còn là tin tức mới mẻ nữa. Viện nghiên cứu của Mỹ cảnh báo mực nước của những dòng sông lớn trên thế giới đã hạ thấp một cách rõ rệt. Sự khủng hoảng kinh tế đang phủ trùm toàn cầu, nguy cơ về tài nguyên năng lượng, lương thực cũng đang cao trào. Những lời tiên đoán về Nhật Bản và Indonesia sẽ phát sinh những cuộc động đất dữ dội, rất nhiều thành phố Mỹ sẽ bị gió xoáy, bão táp, giông gió phủ trùm, tuyết lạnh bao phủ khắp nơi, và Indonesia, Nhật Bản, Đại Hàn, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan sẽ bùng phát trận dịch cúm một cách hoành tráng. Sóng thần, động đất liên tiếp sẽ nhận chìm rất nhiều thành phố ven biển của toàn thế giới. Thượng Đế sẽ quét sạch hết những nghiệp chướng của chúng sanh để phục hưng chánh giáo. Thế giới sau này chỉ còn lại hơn khoảng 1 tỷ người mà thôi. Thiên tai đại hồng thủy, động đất, binh đao sắp tới nơi. Ai cũng đã có trong danh sách những cuộc tử nạn sắp tới. Thật là khủng khiếp. Chúng ta phải càng ly những vọng nghiệp, dứt trừ những việc không lành, chí tâm niệm Phật. Chúng sanh tạo tác những việc ác, phá hoại thiên nhiên, dùng bom nguyên tử một cách quy mô, nghiệp sát dãy đầy, tiếng than oán hận thù của chúng sanh thấu thiên địa, tạo ra từ trường khủng khiếp cho quả địa cầu, tâm linh đen tối. Không còn thời gian nữa. Những chuyện đã xảy ra hoặc chưa xảy ra thì với đại trí tuệ của Phật đã nhìn thấu ngọn nguồn, cùng với sự khai thị của các kinh điển Đại Thừa, tất cả tai nạn đều do khí lượng phiền não, tham sân si ngã mạn chiêu cảm, do những ác nghiệp sát tà dâm vọng tưởng rất mạnh mà tạo thành. Nếu bạn muốn mau chóng hóa giải những nguy cơ tai nạn, chỉ có một điều duy nhất là triệt để buông xuống cái tâm vọng tưởng phân biệt chấp trước, cùng nhau chí thành sám trừ nghiệp chướng, đoạn ác tu thiện, nhất tâm niệm Phật, giải trừ thù hận. Nếu muốn hóa giải những thù hận oán kết giữa người âm kẻ dương, thì các bạn nên tổ chức tam thời hệ niệm pháp sự là tốt đẹp vô cùng. Cho nên, trong năm vừa qua, tôi đi khuyến khích tất cả các pháp sư trẻ phát bồ đề tâm tổ chức pháp hội tam thời hệ niệm hộ quốc tức tai 100 thất. Mỗi ngày tụng niệm trọn bộ liên tiếp 100 thất trong 2 năm. Chuyên vì khuyến hóa chúng sanh cõi âm, tinh sâu, nguyện thiết pháp môn niệm Phật, phát tâm cầu sanh cực lạc tịnh độ, giải trừ những khổ đau phiền trược của lục đạo. Chư vị nhân giả, nếu thực sự phát tâm, ổn định thân tâm để tùy văn nhập quán, chắc chắn trong 100 thất sẽ đạt nhiều lợi ích thâm diệu, rất thù thắng, không thể nghĩ bàn. Tịnh không,
nay 83 tuổi đã già, chí thành tha thiết, cung thỉnh Tịnh Tông Học Viện Úc Châu và các đoàn thể Phật giáo trên toàn thế giới, chư vị nhân giả phát bồ đề tâm, tổ chức Pháp hội Tam Thời Hệ Niệm Hộ Quốc Tức Tai 100 thất, chí thành hồi hướng cho chúng sanh trên toàn cầu được tiêu tai miễn nạn, âm dương lưỡng lợi. Dù là đọc tụng hoặc làm pháp hội, điều quan trọng là phải dùng tâm chân thành, thanh tịnh, trọng thực chất chứ không trọng hình thức. Phật nói, thân an, đạo hưng. Thế giới quả có thể an định hài hòa. Đây chính là điều trợ duyên giúp người học Phật nâng cao cảnh giới, giúp quảng đại chúng sanh học tập giáo dục của Thánh Hiền. Cho nên chớ có xem thường. Người chân tu thật sự thực hành chắc chắn được chư Phật, thiên thần hộ pháp độ trì. Tịnh Không cũng xin cúi đầu đảnh lễ tán thán. Một lần nữa, kính mong mọi người cùng nhau thực hiện. Hòa thượng Tịnh Không thuyết giảng tại Học viện Úc Châu, Hòa Nam, năm 2010. Di Lặc Bồ Tát và Thiên Nhân, công đức trí huệ của Thanh Văn Bồ Tát ở cõi Đức Phật Vô Lượng Thọ không thể nói hết được. Cõi nước Cực Lạc kia di diệu an lạc thanh tịnh như vậy, há còn phương pháp nào hơn niệm Phật cầu sanh tịnh độ, tự nhiên thành tựu, xuất nhập cúng dường, quán kinh tu đạo, pháp hỷ vẹn toàn, trí huệ sáng suốt, tâm không thối chuyển, ý không giải đãi, ngoài hiện an nhàn, trong lại tinh tấn, dùng cách trùm cả thái hư, đạt đến trung đạo. Trong ngoài tương ưng, tự nhiên nghiêm chỉnh, hành động chánh trực, thân tâm khiết tịnh, không tham nhiệm ái, chí nguyện cương định, không tăng chẳng giảm, cầu đạo hòa chánh, không bị tà tâm khuynh đảo, tuân lời Phật dạy, quyết không trái phạm. Nếu đã quyết tâm, thì phải kiên trì, không nghĩ gì khác, không lo nghĩ ưu buồn, an nhiên vô di, tâm rộng như hư không, không lập một pháp, bình thản không tham dục, trọn thành thiện nguyện, dốc lòng cầu tiến, từ bi ai mẫn, lễ nghĩa gồm đủ, xử lý viên dung, đạt đến giải thoát, tự tánh bản nhiên hoàn toàn thanh tịnh, chí nguyện vô thượng, thân tâm tịch định an lạc, hốt nhiên tâm khai đạt lý giác ngộ triệt để, thấy được thật tướng các pháp, bản thể vũ trụ, quan sát xen nhau tất cả chỉ là như như, biến chuyển vô cùng, uất đơn diệt thành thất bảo, nắm rõ vạn vật, sáng sạch hiện lộ tột đẹp vô cùng, không gì sánh được. Rõ ràng không trên dưới, thông suốt không ngằn mé. Vậy phải hết sức siêng năng tinh tấn, tu tập, quyết chắc được giảng sanh về cõi vô lượng, thanh tịnh, Phật A-di-đà. Chấm dứt năm thú, đóng kính ác đạo, đạt đạo không khó, giảng sanh há lại không được sao? Cõi kia không trái lẽ, thuận theo tự nhiên, bỏ tất cả như hư không, siêng năng niệm Phật, cầu sanh quyết đến Cực Lạc, thọ mạng an lạc không cùng, há lại thăm nắm thế sự, toàn là vô thường, sầu khổ cả.
Phẩm 33. Khuyến dụ sát tấn. Người đời vì sự tranh đua nên sống trong cảnh thô bạo, khổ cực, nhọc thân, làm lụng để tự cung cấp. Tôn quý ti tiện, nghèo khổ giàu sang, lớn nhỏ trai gái, phải lao tâm khổ trí, suy nghĩ lo toan, không nhà lo nhà, quyến thuộc tài vật, có hoặc không cũng lo, có rồi còn thiếu, muốn sao cho, nên ít muốn vừa đủ, lại còn lo sợ vô thường, nước lửa trộm cướp, oan gia trái chủ, lửa thiêu nước chìm, tiêu tan sạch sẽ, tâm ý khư khư không chịu buông xả, mạng chung hết thở, không ai tránh khỏi, nghèo giàu như nhau, sầu khổ trăm mối. Thế nên ở đời cha con anh em, vợ chồng thân thuộc, nên thương kính nhau, không nên ghét giận nhau, có không nên thông cảm nhau, không nên tham tiếc, nói năng hòa nhã, đừng chống đối nhau. Hễ có tranh cãi, liền sanh giận dữ, thành oán thù nhiều kiếp về sau. Sự việc ở đời đem nhiều khổ lụy, tuy chưa gặp phải gấp có ý tưởng ngăn trừ. Con người vì ái dục, nên phải sống chết qua lại sáu nẻo, tự chịu khổ vui, không ai thay thế được. Lành dữ biến hóa theo đó, đi thọ sanh không đồng, tụ họp không hạn kỳ. Lúc còn cường tráng, sao không nỗ lực tu tập, đợi đến lúc nào? Người đời không biện biệt được tốt xấu các hung họa phước, thần trí ngu muội, lại theo các giáo điều khác, liên tiếp điên đạo, nguồn gốc vô thường mê mờ, không chịu suy xét, chẳng tin kinh pháp, không biết lo xa, say mê giận hờn, tham đắm tài sắc, trọn chẳng ngừng nghỉ, thật đáng thương thay. Đời trước ngu muội, không biết đạo đức, không ai chỉ bảo, đâu có lạ gì. Sanh tử luân hồi, thiện ác báo ứng, đều chẳng tin tưởng, cho là không có. Tự thử nhìn lại, nào cha khóc con khóc cha, anh em vợ chồng than khóc lẫn nhau. Một đời sanh tử tiện đưa thương tiếc, buồn thương trói buộc, không sao giải nổi. Nghĩ nhớ ân sâu không ngoài tình dục, sao chẳng suy cùng xét kỹ, chuyên tâm hành đạo, khi tuổi già mạng hết, không biết làm sao. Kẻ mê thì nhiều, người ngộ đạo rất ít, phần nhiều ôm lòng giết hại, ác khí tràn đầy, làm điều hư dối. Trái ngược trời đất, mặc tình tạo tội, khi mạng sống hết, đọa vào ác đạo, không biết ngày ra. Các ngươi phải nghĩ kỹ, xa lìa điều ác, siêng làm việc lành. Ái dục vinh hoa, không thể giữ mãi, đều phải ly biệt, chẳng có vui gì. Nên phải siêng năng tinh tấn, cầu sanh về cõi an lạc, được trí huệ sáng suốt, công đức thù thắng. Đừng theo tâm tham dục, cô phụ kinh giới, uổng phí đời sau. Phẩm 34. Tâm được mở sáng. Ngài Di Lặc Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, lời Thế Tôn răn dạy rất sâu, rất đúng. Nhờ ân đức từ bi giải thoát ưu khổ, Phật là đấng pháp vương tôn quý siêu việt trong hàng thánh, quang minh vô tận, trí huệ không cùng, đạo sư khắp cả trời người, ngày nay được gặp Phật, lại được nghe hồng danh vô lượng thọ, tâm trí được sáng tỏ, rất là vui mừng. Phật bảo Di Lặc Bồ Tát: Kính Phật là điều đại thiện, niệm Phật quan trọng hơn, giúp cắt hết lưới nghi, dứt hết ái dục, lấp hết nguồn ác, đi khắp ba cõi, không bị chướng ngại, khai thị chánh đạo, độ người chưa độ. Các ngươi phải biết chúng sanh mười phương, nhiều kiếp đến nay, luân chuyển trong năm đường, sầu khổ không dứt, sanh,
đã là khổ, già cũng khổ, bệnh càng khổ hơn, chết rất là đau khổ, hôi thối bất tịnh, không có gì vui. Nên quyết cắt đứt, tỷ trừ tâm xấu, nói năng hành động thành tín, trong ngoài hợp nhất. Trước từ độ mình, lại ra độ người, hết lòng cầu nguyện, chứa nhóm căn lành. Chỉ cần tinh tấn khó nhọc một đời ngắn ngủi, về sau được sanh về cõi vô lượng thọ, an vui vô cùng, vĩnh viễn dứt sạch sanh tử, không còn khổ hoạn, thọ mạng ngàn vạn kiếp, tự tại tùy ý. Nên phải tinh tấn cầu đạt, tâm nguyện không được nghi ngờ, như còn chút nghi hoặc, sẽ sanh về cung điện thất bảo ở biên địa của nước Cực Lạc, chịu các tai ách, trải qua 500 năm. Ngài Di Lặc bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin vâng lời Phật dạy, chuyên cần tu học, y giáo phụng hành, không dám có lòng nghi ngờ. Phẩm 35: Trượt thế ác khổ. Phật bảo Di Lặc: Các ngươi sanh trong đời này, tâm ý chánh trực, không làm điều ác, đó là có đức hạnh lớn. Vì sao vậy? Mười phương thế giới của chư Phật, thiện nhiều ác ít, rất dễ khai hóa. Chỉ có thế gian năm ác trượt này rất là cực khổ. Ta nay thành Phật ở đây, để giáo hóa quần sanh, bỏ năm điều dữ, dứt năm sự thống khổ, lìa năm sự thiêu đốt, điều phục tâm ý, khiến làm năm điều lành, phước đức được thành tựu. Những gì là năm? Điều thứ nhất, các loài chúng sanh ở thế gian thích làm điều ác, mạnh hiếp yếu, chèn ép nhau, tàn sát tổn hại, ăn nuốt lẫn nhau, không biết làm lành để chịu hậu quả, nên có kẻ cùng khổ, cô độc, câm điếc đuôi ngọng, si ác ngông cuồng, là do đời trước không tin đạo đức, không chịu làm lành. Những hạng tôn quý, hào phú, hiền binh, trượng giả, trí võng tài cao, là do biết từ ái hiếu thuận, tu thiện tích đức từ đời trước. Khi còn sanh tiền đã làm sai trái, sau khi mạng chung vào chốn u minh, chuyển thọ thân hình, sanh vào các nẻo, nên có địa ngục, súc sanh, ví như lao ngục ở thế gian, có cực hình kịch khổ. Thần thức tùy tội đã tạo, mà thọ mạng có dài ngắn, theo nhau trả báo. Tội ác chưa hết, lại tiếp tục chịu tội, xoay dần nhiều kiếp, không thôi, rất khó giải thoát. Khổ thống không thể nói hết được. Ác đạo tuần hoàn, cảm ứng tự nhiên, tuy không báo ứng tức thời, nhưng thiện ác chung quy vẫn phải chịu quả báo. Điều thứ hai, nhân loại thế gian không theo pháp luật, hoang dâm thái quá, mặc tình phóng túng, trên thì không minh, tại vị không chính, hãm hại oan uổng, tổn hại trung lương, tâm miệng khác biệt, mưu toan nhiều bề, trong ngoài dối trá, giận dỗi ngu si, muốn lợi về mình, tham lam không chán, lợi hại được thua, oán giận thành thù, tan nhà mất mạng, không xét trước sau, giàu có keo kiệt, không chịu bố thí, chất chứa kho đầy, nhọc tâm khổ thân, đến khi mạng chung không đem được gì, thiện ác họa phước, tùy nghiệp thọ sanh, hoặc sanh vào nơi sung sướng hay vào chốn khổ độc. Thấy người làm lành là còn hủy báng không chịu bắt chước, thường nghĩ trộm cắp, rình đoạt của người. Tiêu phá hết rồi lại đi tìm nữa, chết đọa vào ba đường ác, chịu vô lượng khổ, xoay dần nhiều kiếp, rất khó ra khỏi, đau khổ vô cùng. Điều thứ ba, người đời nương nhau mà sống, còn trong trời đất,
thọ mạng chẳng được là bao. Kẻ bất lương, tâm không chính đính, ôm lòng tà ác, luôn nghĩ dâm dục, phiền não tràn không. Thái độ tà ngụy buông lung, hao tổn tài sản, làm điều phi pháp. Ai cầu xin gì cũng không chấp thuận, lại còn tụ bè kết đảng, hưng binh gây chiến, đánh cướp giết hại, chiếm đoạt bức hiếp, chu cấp cho vợ con, no thân hưởng lạc, khiến người chán ghét, lo lắng khổ cực, tạo nhiều tội ác, chết vào tam đồ chịu vô lượng khổ, qua lại nhiều kiếp, khó được giải thoát, khổ đau khôn xiết. Điều thứ tư, người ta ở đời không chịu tu thiện, nói dối, nói lời hung dữ, nói đâm thọc, nói thêu dệt, ghinh ghét người lành, hãm hại người hiền, bất hiếu với cha mẹ, khinh mạng sư trưởng, chẳng thành tín với bằng hữu, tự cao tự đại, cho mình có lý, kỵ mình ỷ thế, lấn hiếp mọi người, mong người kính nể, không biết hổ thẹn, ôm lòng kiêu mạn, khó thể giáo hóa, nhờ chút phước đức từ đời trước, đời này làm ác, phước đức mất hết, thọ mạng hết rồi, các điều ác bao dây, oán cừu dẫn dắt, không sao tránh khỏi. Chỉ việc tiến vào giạt lửa, thân thể tan nát, tâm thần thống khổ, bây giờ nghĩ lại ăn năn thì đã muộn rồi. Điều thứ năm, người đời phóng túng lười biếng, không chịu làm lành, tu sửa thân tâm, cha mẹ khuyên bảo, ngang trái chống đối, như là oan gia, phụ bạc ân nghĩa không chút báo đền, phóng túng lêu lổng, rượu chè xa hoa, đần độn bướng bỉnh, chẳng chút lễ nghĩa, không thể can gián, giao tiếp lục thân quyến thuộc, không chút ân tình, không nhớ ơn cha mẹ, không đoái nghĩa thầy trò bằng hữu, chỉ lo cho tự thân, không được một điều lành, không tin Phật Pháp, không tin sanh tử thiện ác, muốn hại hiền nhân, phá hoại Phật Pháp, ngu si, mông muội tự cho thông minh, không biết từ đâu sanh đến, chết sẽ đi về đâu, bất nhân, bất thuận, lại muốn trường thọ, thương xót khuyên bảo, lại không chịu nghe, khô hơi khản tiếng, cũng thành vô ích. Tâm ý cố chấp, không chịu thấu hiểu, mạng chung cận kề hối tiếc, đã không tu thiện. Đến khi nhắm mắt ăn năn hối hận, sao còn kịp nữa? Trong vũ trụ, năm đường phân minh, thiện ác báo ứng hòa phước đành rành, thân tự chịu lấy, không ai thay được. Người thiện làm lành thì từ cảnh sướng đến cõi sướng, từ sáng vào sáng. Người ác làm ác từ cảnh khổ vào cõi khổ, từ tối vào chỗ tối. Ai hay biết được, chỉ có Đức Phật biết rõ khai thị chỉ dạy. Người tuân hành rất ít, nên sanh tử không thôi, ác đạo không dứt. Người đời tạo ác như thế, nên tự nhiên có ba đường ác, chịu vô lượng khổ, xoay dần nhiều kiếp, không có hạn kỳ ra khỏi. Khó được giải thoát đau đớn, không thể nói được. Do vậy, nên có ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiêu, như lò lửa lớn, thiêu đốt thân người. Nếu tự nhất tâm giữ ý, đoan thân chánh niệm, ngôn hành tương xứng, chí tâm làm lành, không làm việc ác, thì được độ thoát, đầy đủ phước đức, được trường thọ đến đạo Bồ Đề. Đây là năm điều đại thiện. Phẩm 36, bao lượt khuyên lơn. Phật bảo Di Lặc Bồ Tát, những ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiêu đó chuyển tiếp cho nhau. Nếu phạm tội, tức phải vào ác đạo, hiện đời sẽ bị bệnh hoạn tai ương, cầu sống không được, cầu chết không xong, để cho người đời thấy sự chiêu cảm đó. Mạng chung đọa vào ba đường ác, thống khổ quá lắm, tự bị thiêu đốt, cùng kết oán thù, tàn hại lẫn nhau. Tập một tội nhỏ, lần thành to lớn,
do tham đắm tài sắc, không chịu bố thí, muốn khoái lạc bản thân, không chịu phản tịnh, si ám thúc dục tranh lợi về mình, phú quý vinh hoa, đương thời dựa ý, không chịu nhẫn nhịn, không chuyên tu thiện. Không bao lâu, uy thế theo đó tiêu diệt. Nghiệp lực an bài báo ứng tự nhiên, dù có lo lắng hoảng hốt, cũng phải vào ba ác đạo. Xưa nay như vậy, đau khổ lắm thay. Các ngươi được giáo pháp của chư Phật chỉ dạy, phải suy nghĩ chín chắn, tự ghi nhớ kỹ, trọn đời không được biến trễ. Kính Phật trọng hiền, lương thiện từ bi, cầu thoát ba cõi, dứt sạch gốc sanh tử, lìa hẳn lo sợ, thống khổ tam đồ. Thế nào gọi là hành thiện bậc nhất? Phải tự tịnh tâm chánh thân, tai mắt mũi miệng đều phải đoan chánh, thân tâm thanh tịnh cùng thiện tương ưng. Đừng theo thị dục, không phạm điều ác, ngôn sắc hòa diệu, thân hành chuyên cần, hành vi cử chỉ bình tĩnh từ tốn, vội vàng hấp tấp, không suy xét chín chắn sẽ hư hỏng, hối hận về sau, uổng phí một đời. Phẩm 37. Như nghèo đặng của báo. Các ngươi đã trồng nhiều căn lành, phải nhẫn nhục tinh tấn, đừng phạm cấm giới, từ tâm chuyên nhất, thanh tịnh trai giới. Tu một ngày một đêm ở cõi Ta Bà, hơn làm lành ở cõi vô lượng thọ cả trăm năm. Tại sao vậy? Cõi nước của Đức Phật đó đều hành thiện tích đức, không có một chút ác. Tu thiện ở Ta Bà 10 ngày đêm, hơn làm lành ngàn năm ở các cõi Phật khác. Tại sao vậy? Vì cõi nước Phật ở phương khác, thì phước đức tự nhiên có, không có duyên để làm ác. Chỉ có thế giới Ta Bà này, thiện ít, ác nhiều, toàn là khổ độc, chưa từng ngừng nghỉ. Ta vì thương các ngươi, nên đã hết lòng chỉ dạy, trao cho kinh pháp. Vậy phải nhớ giữ tuân hành. Tôn ti nam nữ quyến thuộc bằng hữu, chỉ bảo lẫn nhau, cùng nhau kiểm điểm, hòa thuận đạo nghĩa, hoan hỷ từ hiếu. Nếu có sai phạm, phải tự hối cải, bỏ ác làm lành, sáng nghe tối sửa, phụng trì kinh giới. Như nghèo được của, sửa xưa tu nay, gột rửa thân tâm, tự nhiên cảm ứng được như sở nguyện. Khi Phật còn tại thế, quốc ấp thôn trang đều được hóa độ, thiên hạ hòa thuận, nhật nguyệt trong sáng, mưa thuận gió hòa, tai dịch không khởi, quốc thái dân an, bình đao vô dụng, nhân đức hưng dượng, giữ gìn lễ nghĩa, nước không trộm cướp, không có oán tặc, mạnh không hiếp yếu, đều được an lành. Ta thương các ngươi còn hơn cha mẹ thương con. Ta nay làm Phật ở đời này, chỉ rõ điều lành, điều dữ, dứt khổ sanh tử, được 5 điều thiện, lên chốn an lạc, vô vi. Khi ta nhập Niết Bàn, kinh điển lần lần diệt mất, nhân dân gian trá, làm nhiều điều ác, ngũ thiêu, ngũ thống. Về lâu sau, càng làm ác nhiều thêm nữa. Các ngươi nên khuyên bảo nhau như lời Phật dạy, không được tái phạm. Ngài Di Lặc Bồ Tát chắp tay thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, người đời ác khổ như vậy, Phật đều từ bi thương xót độ thoát tất cả. Con xin nghe lời ân cần dạy bảo của Thế Tôn, không dám sai trái. No.
Dưới đây cũng có một bệnh án là một người giới tính nữ. Cô bị chứng xơ gan. Trên thực tế là do khí của kim quá thịnh gây nên. Đây là điều nhân tượng thứ nhất. Ứng với ngũ tạng là thuộc cam. Tâm thái tương ứng là nhân từ bác ái. Ngược lại, nếu một người thường hay giận dữ cũng sẽ dẫn tới bệnh như vậy. Phương diện thứ hai là nghĩa, chúng ta đều biết. Điều bà Nghĩa muốn chỉ là nghĩa vụ, trách nhiệm và đạo nghĩa của một người. Nó ứng với ngũ hành là thuộc kim, ứng với ngũ tạng là thuộc phế. Ví dụ một người phế khí không đầy đủ, chúng ta suy ra họ về mặt nghĩa sẽ có vấn đề. Bản thân tôi là một ví dụ rất hay. Tôi trước đây khi còn học trung học, vì không chú ý nâng cao phương diện hiếu đạo, cho nên bệnh viêm mũi của tôi lúc nào cũng rất nghiêm trọng, đến nỗi cứ mỗi tối thường hay hị mũi, dùng giấy nhiều, không biết bao nhiêu mà kể. Chúng ta đều biết phế khai khiếu ở mũi, mũi có vấn đề, chứng tỏ phế chúng ta có vấn đề, tương ứng với phế có vấn đề là phương diện nghĩa ta làm không tốt. Tại sao nói như vậy? Vì trong nghĩa vụ thì nghĩa vụ đầu tiên chính là hiếu dưỡng cha mẹ. Hiếu dưỡng cha mẹ làm không tốt thì phương diện này không viên mãn. Sau đó tôi phản tỉnh mình, thấy bệnh này của tôi từ khi lên đại học năm thứ ba, thứ tư thì hết. Tại sao lúc đó khỏi bệnh mà không hề điều trị? Lúc đó tôi vẫn chưa biết kê đơn thuốc. Tại sao khỏi bệnh vậy? Vì tôi càng học y càng cảm thấy nỗi khó chịu, đau khổ của bệnh nhân. Khi làm việc trong bệnh viện, tôi phát hiện rất nhiều người bệnh thì chết rất đau khổ, khắp người cắm đục thứ ống, dãy dụa bất lực, đau khổ lìa xa như thế. Khi tôi nhìn thấy cảnh tượng này thì trong lòng rất buồn. Tôi liên tưởng trực tiếp đến cha mẹ của mình. Ban đầu tôi học y là vì cảm thấy thích đông y, nhưng sau đó không thích vậy nữa. Khi tôi học đại học, đến năm thứ ba, thứ tư, tôi mới ý thức được tôi dứt khoát không thể để cha mẹ mình rời xa cõi đời như vậy. Hơn nữa, tôi không muốn cha mẹ mình vào bệnh viện, đặc biệt là làm những chuyện phẫu thuật. Tôi không muốn họ như vậy. Vì đông y có cách để cho người già không bệnh mà chết, để cơ thể của họ lìa xa nhân thế một cách rất tự nhiên. Vì nếu như một người khí huyết không điều hòa thì có thể thông qua các phương diện thuốc là điều chỉnh tốt để họ khỏi phải vào bệnh viện, có thể khiến họ có được giây phút an nghỉ rất tốt. Lúc đó tôi liền nghĩ, tôi mong sau khi học y xong thì không để cha mẹ tôi vào bệnh viện, từ bản thân tôi hầu hạ họ tại nhà. Kết quả từ năm 2002, sau khi tôi học xong y khoa cơ bản, mà đến năm 2009 thì cha mẹ tôi cũng không đi vào bệnh viện nữa, giả lại không hề uống một viên thuốc nào. Khi cha mẹ tôi không khỏe, xin cảm ơn mọi người, tôi đều tự giải quyết hết, hoặc là dùng đông dược điều hòa cơ thể, để tất cả các thứ như phong hàn thử thấp ra ngoài, hoặc là dùng châm cứu, hoặc là dùng xoa bóp. Cho nên trước đây tôi về nhà thường thay xoa bóp ấn huyệt cho cha mẹ. Tôi cảm thấy đó là sự hưởng thụ to lớn của đời người. Vì sau này sức khỏe của cha mẹ tôi dần dần mỗi năm mỗi tốt hơn. Trước đây do đời sống không tốt nên cha mẹ tôi đã bị bệnh tiêu hóa, mỗi khi đến mùa hè là bệnh phát. Nhưng đến bây giờ thì bệnh đã khỏi hẳn. Đây là niềm an ủi rất lớn cho việc học y của tôi. Từ sau khi năm thứ ba, thứ tư học đại học, tôi ý thức được điểm này thì bệnh viêm mũi của tôi tự nhiên khỏi hẳn. Vậy chứng tỏ điều gì? Là chứng tỏ tâm hiếu của con người đã sản sinh thì nghĩa liền xuất hiện. Sau khi nghĩa xuất hiện thì phế khí đầy đủ, phế khí đủ thì lỗ mũi nó tự động khỏi. Đây là nghĩa. Mặt trái của nghĩa là gì vậy? Chính là quá khích, hành vi quá khích. Tôi xin chia sẻ với quý vị một chút. Nghĩa tương ứng với tinh. Tinh trong văn hóa truyền thống Trung Quốc cổ đại, tinh đại biểu cho việc thu liễm, thuộc phương Tây. Là mùa thu, chúng ta đều biết mùa thu là mùa lá rụng, là lúc
gió thu xào xạc. Thời điểm này cả đất trời chỉ có một sắc khí sơ xác. Cho nên nói, người có khí của kim quá mạnh thì sát khí cũng rất nặng. Cổ nhân gọi là sát khí. Dịch qua từ hiện đại là người này đặc biệt thích chọc vào chỗ đau của người khác. Dùng cách nói hiện đại là không giúp mà còn bỏ cát vào mắt. Người có tính cách kiểu này rất dễ bị bệnh thuộc phương diện hành kim, bị bệnh ở kinh phế. Mọi người đều biết kim thì khắc mộc. Giả dụ như người này điều khiển ham muốn, thích bới móc người khác, nếu tập khí này quá nặng thì thường tổn thương đến can, hơn nữa còn tổn thương rất nặng nề. Vào tháng 6 năm nay, tôi có điều trị cho một bệnh nhân, là một bệnh nhân ở tỉnh Hà Bắc. Khi anh đến tìm tôi khám bệnh, anh nói: "Bác sĩ Bành, tôi bị xơ gan thật kỳ đầu." Chứng xơ gan, mọi người đều biết khi xơ gan phát triển nặng là gây cổ trướng. Cổ trướng nặng thêm nữa là có thể tử vong. Con đường thứ hai của xơ gan là ung thư gan. Thời gian sống cũng không quá 10 năm. Anh ta nói, tôi cảm thấy đời sống của bản thân mình không còn hy vọng nữa. Cũng không biết mình sai lầm ở chỗ nào. Tôi nói, bệnh này dùng đông y là có thể trị khỏi. Nhưng điều quan trọng nhất là bản thân trước tiên phải đứng dậy. Cho nên thầy thuốc nhiều khi phải giúp bệnh nhân khôi phục lòng tin. Tôi nói bệnh này của anh có thể tự mình trị khỏi, đồng thời tôi sẽ kê đơn thuốc giúp anh, và từ từ anh sẽ khỏi thôi. Anh nói thật gì không? Tôi nói chuyện này là hoàn toàn có thể. Vì dưới cái nhìn của đông y thì chỉ cần tinh khí. Sau khi tinh khí vượt quá mức giảm xuống thì mạch của can sẽ thông suốt, chứng xơ gan của anh ta sẽ khỏi. Tôi liền nói với anh, anh là lãnh đạo của công ty, mà trên gương mặt của anh không hề có nụ cười, không hề có một nụ cười. Vì chúng tôi vọng văn vấn thiết đã lâu rồi nên có kinh nghiệm. Bệnh nhân đến như thế nào thì đại thể đã biết rồi. Thông qua ngũ hành vọng chẩn thì biết thôi. Không hề có một nụ cười. Hơn nữa trong nội tâm lại quá bó buộc, là bị bó buộc. Anh ta nói, đúng như vậy. Công nhân của tôi đều nói với tôi, họ đều nói là họ rất sợ tôi. Và bản thân tôi cảm thấy rằng mỗi ngày tôi đều dường như bị buộc chặt. Tôi nói, vậy chẳng phải anh tự chuốc họa vào thân đó sao? Đây gọi là vận động tạo ra bệnh, tự mình tạo ra bệnh. Tâm thái này của anh kéo dài thì sẽ tạo ra bệnh. Anh thấy anh đã tạo thành công bệnh rồi đó, tạo ra được xơ gan rồi. Nếu như anh tiếp tục chế tạo tiếp nữa thì bệnh này sẽ phát triển thành bệnh hiểm nghèo và sẽ cướp đi mạng sống của anh. Vì là trong ngoài đều mất, không tốt cho bản thân còn khiến người khác thêm khó chịu. Anh nói, thế có biện pháp gì không? Thực tế rất đơn giản, tức là người khí của kim quá nặng thì phải luyện tập điều gì? Tức là luyện tập khoan dung và mỉm cười. Tôi liền nói với anh ta, bắt đầu từ hôm nay, anh bắt đầu luyện một nội dung là được rồi, là mỗi ngày phải mỉm cười. Vì con người chỉ cần cười lên thì khí căng thẳng của toàn thân liền buông lỏng. Các tạng khí được giãn ra, khi tạng khí được giãn ra thì bệnh liệt khỏi ngay. Sau khi tôi nói đạo lý này cho anh ta và kê cho anh bài thuốc tứ nghịch tán để cho căng khí được giãn thêm, và anh đi về. Khoảng 2 tuần sau, vì bệnh nhân này là thuộc bệnh nhân tương đối nặng nên tôi điện thoại cho anh ấy. Tôi hỏi anh hiện nay thế nào rồi. Tôi hỏi anh đã uống thuốc chưa. Anh nói, bác sĩ Bành, nói thật với bác, tôi chưa uống thuốc. Hiện nay tôi nghe lời bác, mỗi ngày tôi tập mỉm cười để cư xử với người xung quanh. Tôi phát hiện những cảm giác có trước đây giờ đã không còn nữa, tức là cảm giác đau ở dục gan giờ đã hết rồi. Hơn nữa đi xét nghiệm chức năng gan ở bệnh viện thì các chỉ số đều phát triển theo chiều hướng tốt. Sau đó anh gửi cho tôi một đoạn thư ngắn. Anh nói, bác sĩ Bệnh, hôm trước bác chị tôi mỉm cười đó, nó cứ lảng vảng trước mắt tôi. Mỗi khi gương mặt tôi căng thẳng, uất ức trong lòng thì liền nghĩ đến điều này, mỗi ngày luyện tập. Và lúc đó tôi còn nêu cho anh một bệnh án, người này cũng bị. Đó là giám đốc Lý công ty Phi Đê Khắc Tư. Trên thực tế thì người giận dữ chính là tự treo mình lên xà nhà để đánh.
Người này mỗi ngày họ tự đánh mình. Khi tôi nói với anh ta về bệnh án này, thì không khí căng thẳng của anh lúc đó bỗng hòa dịu xuống liền. Tại sao vậy? Một khi ta thấy là chính mình, thì lúc đó trí tuệ liền mở ra, và rất nhiều vấn đề lần lượt được giải quyết. Anh nói, lúc đó sau khi tôi nêu ra bệnh án này cho anh, thì mỗi tối anh đều nghĩ, nghĩ đi, nghĩ lại và tự mỉm cười. Anh cảm thấy mỗi ngày anh đều tự đánh đập chính mình. Nhưng chỉ phải thế, hơn nữa tự là tự đánh đập chính mình, hoàn toàn không phải người khác đánh đập mình. Sau khi anh ta nghĩ vấn đề này thông rồi, thì khí quyết liền thông, sau đó cơ thể liền khỏe mạnh. Đây là bệnh án thứ hai. Đây là người khí của kim quá thịnh. Khí của kim phát triển thêm nữa thì đó là bầu không khí buồn thảm. Cho nên trong thất tình của Đông y nói rằng, đó là buồn thì tổn thương phế. Nếu một người quá buồn rầu thì sẽ tổn thương phế khí. Năm ngoái tôi có điều trị cho một bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo. Người này khi đến tìm tôi khám bệnh là bị ung thư phổi thời kỳ cuối. Tại sao cô bị như vậy? Theo cách nói của tôi, đó cũng là tạo ra bệnh thành công. Người này nửa năm trước khi tìm đến tôi khám bệnh, thì con gái của cô 25 tuổi bị tai nạn xe mà chết. Kể từ ngày đó, ngày nào cô cũng khóc. Cô sống gần bờ biển, bên biển có núi. Mỗi ngày cô đều leo lên núi, leo lên đỉnh núi, đứng bên vách đá, muốn nhảy xuống tự tử. Mỗi ngày đều như thế. Đến nỗi chồng cô ngày nào cũng phải đi theo giữ cô. Trong hoàn cảnh tâm thái như vậy, cuối cùng đã tạo ra bệnh. Đây chính là ung thư phổi. Khi bệnh nhân này đến tìm tôi khám bệnh, bác sĩ nói với cô chỉ còn sống khoảng 3 tháng nữa. Người nhà của cô nói rằng cô còn một số chuyện chưa làm xong, hy vọng tôi có thể dùng y thuật giúp cô ta kéo dài thời gian sống. Lúc đó tôi cũng có nói với cô như vậy. Có kéo dài thời gian được hay không là hoàn toàn phụ thuộc vào cô. Tôi đem đạo lý này nói rõ, tức là buồn thì tổn thương phế. Vậy làm sao có thể điều trị buồn rầu đấy? Con người thường hay bị sa vào trong tiểu ngã, tức là tiểu của đại tiểu, ngã của tự ngã. Sa vào trong tiểu ngã thì cô ta dễ bị buồn rầu, rất dễ buồn rầu mà không sao thoát ra được. Con người một khi đi vào đại ngã thì họ sẽ không buồn rầu mà chuyển thành từ bi. Từ bi có nghĩa là gì? Tức là quan tâm tất cả mọi người một cách vô điều kiện. Tôi bèn gợi ý cho cô. Tôi nói, con của cô đã không còn nữa. Cô thường nghĩ xem vai trò cô trong gia đình không chỉ là một vai trò mà còn rất nhiều vai trò khác. Thứ nhất, cô là con của cha mẹ của cô đều còn khỏe. Tuy cô đã 50 tuổi, thứ nhất cô là con gái của cha mẹ. Thứ hai, cô còn là người vợ của chồng mình. Thứ ba, trong xã hội cô còn là nhân viên của công ty. Ngoài ra, cô còn là một người mẹ. Hiện tại cô chỉ rơi vào trong cái vòng nhỏ là làm mẹ này. Cô hoàn toàn không thoát ra được cái vòng này. Khi cô thử nghĩ mình còn những nghĩa vụ khác, thì cô sẽ nhanh chóng thoát ra khỏi chỗ này thôi. Cô nói đúng vậy. Chồng của cô cũng rất ủng hộ cô. Gia đình cô đã nhận nuôi một đứa bé mồ côi, là một bé sơ sinh bị bỏ rơi, một bé gái nhỏ, giúp cô mở rộng tấm lòng. Người bệnh từ khi nhận nuôi bé gái nhỏ này, tâm trạng mỗi ngày cũng chuyển tốt hơn, nhưng cuối cùng cũng chỉ kéo dài sự sống thêm được 5 tháng. Vốn dĩ dự đoán khoảng 3 tháng thì qua đời, nhưng kéo dài đến 8 tháng sau. Mãi đến lần trước tôi đi Sơn Đông là gặp được cô lần cuối, và cuối cùng cô cũng qua đời. Đây cũng là một gợi ý rất hay, tức là thông qua việc nhận nuôi bé gái đã mở rộng tình thương của mình, đồng thời ý thức được bản thân mình còn có những trách nhiệm khác, cũng không đến nỗi sa vào dòng tiểu ngã. Lòng mình vừa mở ra thì khí cũng theo đó mà thay đổi. Một khi khí thay đổi thì bệnh tật ngoại hình cơ thể cũng sẽ được thư thả. Cuối cùng bệnh nhân này do 2 lần dùng hóa trị khiến niêm mạc bị tổn thương rất nghiêm trọng. Ăn cơm như lời cô ta nói là giống như nhai xác, đã ăn bất kỳ món gì cũng giống như ăn xác cây vậy. Đường tiêu hóa tổn thương rất nghiêm trọng. Sau đó khi tôi gặp lại cô lần cuối cùng thì người chỉ còn da bọc xương.
dưới cái nhìn của Đông y, tức là tỳ vị khí rất yếu. Điều này trên thực tế là tổn thương đến tỳ vị. Cuối cùng cô chỉ sống kéo dài thêm được 5 tháng mà thôi. Nhưng chúng ta cũng tổng kết được một điểm từ trong bệnh án này, là sự buồn rầu của chúng ta. Thực tế tất cả những tâm trạng này, chung quy tóm lại cuối cùng vẫn là tiểu ngã, tức là vượt không qua được chữ ngã. Một khi bạn vượt qua được, thì bạn sẽ phát hiện thân thể này cũng nhanh chóng theo đó mà thay đổi.